Liên quan đến trường hợp bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình, ngày hôm qua, Sở Y tế Quảng Bình đã xác định số người tiếp xúc gần với bệnh nhân này gồm 46 người và hiện đã có kết quả xét nghiệm lần một, tất cả đều âm tính.